Cá tính của một dân tộc và tín ngưỡng của dân tộc ấy, đó là chìa khóa cho định mệnh của nó. Cá tính của dân tộc là một trong những yếu tố nền tảng là bất biến. Và chính bởi vì nó không biến thiên nên lịch sử của một dân tộc luôn được bảo tồn với sự thống nhất nhất định. Giám đốc nghệ thuật và nhà sản xuất trẻ Nguyễn Quốc Hoàng Anh. Anh là nhà sáng lập và điều hành dự án Lên Ngàn, nền tảng văn hóa và nghệ thuật dành cho các nghệ sĩ trẻ, tập trung phát triển dự án dựa trên chất liệu truyền thống như gảy đàn tranh bằng cây vĩ kéo, thổi trumpet trên nhịp trống chèo. Với cái tinh thần của Lên Ngàn, đó là luôn luôn tiến về phía trước, đi tìm những điều chưa biết và luôn luôn vươn tới những cái giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, thì nó có thể phần nào đó tạo ra được nhiều cái sự kết nối hơn giữa những cái người thực hành văn hóa và xã hội. Tiến sĩ Trịnh Văn Chiến, trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu mạng máy tính và công nghệ truyền thông thế hệ mới, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, là một gương mặt đi tiên phong xây dựng cơ sở ứng dụng lý thuyết toán học, lý thuyết tối ưu, xây dựng công nghệ mới cho mạng 6G, dự kiến triển khai ở Việt Nam vào năm 2030. Khi mà vận hành mạng 5G và 6G ấy, thì các thiết bị mạng sẽ gây ra một cái lượng khí thải carbon khá là lớn, gây lên cái hiệu ứng nhà kính. Thì một trong những cái nghiên cứu của mình đấy là tối ưu và quy hoạch mạng nhằm sử dụng cái công suất và tài nguyên mạng một cách phù hợp để giảm thiểu cái hiệu ứng nhà kính. Vừa là nhà khoa học, vừa là giảng viên trẻ, anh Chiến đang hàng ngày áp dụng những kiến thức có được sau nhiều năm học tập tại trường Đại học Bách khoa và Phương Tây cho những bài giảng của mình. Nhiều sản phẩm mô hình có tính ứng dụng cao được anh hướng dẫn các bạn sinh viên thực hiện, tiêu biểu như hệ thống giám sát và duy trì độ tỉnh táo của người lái xe. Là một nhà khoa học trẻ với kiến thức và thế mạnh của mình ở trong nghiên cứu khoa học và trong giáo dục đào tạo, thì chúng tôi hy vọng là sẽ đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần đưa cái ngành này phát triển sánh vai với các cái nước tiên tiến ở trên thế giới. Nguyễn Quốc Hoàng Anh hay Trịnh Văn Chiến chính là hai trong số 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2023. Họ là những tấm gương điển hình với bảng thành tích ấn tượng, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng, tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha anh, xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.